Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ test hai cái mạch tủ lạnh sáp để bán mạch nhé các bạn nhé. Vì con tủ lạnh sáp này đang bị chết lốc, thì hôm nay mình sẽ giá đồ ra để bán cho anh em. Đây là con tủ lạnh sáp, nhưng mà con chỗ này không có màu đen. Tí nữa mình sẽ mở cửa tủ ra để xem màu đen cho các bạn nhé. Bây giờ mình đang tiến hành cắm mạch vào để test lốc cho các bạn này. Nó chạy ok thì là mình sẽ phá đồ và bán mạch cho các bạn nhé. Các bạn nào mà có nhu cầu thì lấy mạch Samsung mà đúng màu đen mình đăng thì là mình sẽ để cho lôi cái tủ ra ngoài. Hai con các bạn nhé, đây một con nữa này. Thì con này nó là con này là con sáu cánh nhé. Mình xem màu đen con này xem. Con này đời 21 nhé. Con này đời con là SG XF 4TN nhé. Con này 440 lít. Cắm cái lốc vào đây đi. Con này thì mở cánh hai bên này. Con này mở cánh hai bên thì là mã của nó là SGP W 42TS nhé. Con này thì 416 lít. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành test lốc cho các bạn này. Đây, cắm dọc sẽ được. Cắm điện đi. Đây các bạn, mạch nguyên nguyên zin nhé, mạch nguyên zin chưa sửa chữa này. Bây giờ mình sẽ test cái mạch này cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm là mạch của mình là trước khi phá phá đồ là mình đã test hết mạch rồi, nên là các bạn yên tâm. Nếu mà lốc chạy ok là được. Đây, chạy rồi các bạn này. Xem có lỗ không nhé. Đây, đèn hiển thị sáng này, không có lỗi nháy gì nhé. Thôi, con này nó không có mã lỗi gì nhỉ, con này không có lỗi gì. Đấy, như vậy là mạch ok rồi. Các bạn nào là lấy cái mạch con này thì liên hệ mình nhé. Tốc đã chạy rồi. Thôi rút ra đi. Thôi rút ra đi. Rồi, một con các bạn nhé. À, cắm nốt cái vỉ kia vào đi. Bây giờ mình sẽ test nốt con bên này nhé. Mình test nốt vỉ bên đây. Vì con này là con 6 cánh nhé. Con này mình sẽ đọc lại cho các bạn là con 6 cánh này. Con kia con 5 cánh thì mình đã ok rồi nhé. Con 6 cánh mình đọc lại này. SG XF 44TN nhé. Mình sẽ gắn hai tên bo mạch này ở trên tiêu đề video nhé. Các bạn nào mà có nhu cầu thì alo. Con này của mình thì là nó bị hỏng hết gioăng rồi các bạn này. Đây, mua về nó lột hết gioăng rồi. Đấy, cho nên là phá đồ lấy được. Phá đồ bán rồi. Lần trước có bạn nào hỏi mình cái mạch này đấy, nhưng mà đợt này mới về hai con tủ nó bị lỗi lốc với lại lỗi gioăng, mình đã bắt lốc đi rồi. Và bây giờ mình thì test mạch ok thì là mình sẽ xuất mạch nốt đi là xong, còn vỏ mình cân đồng nát. Các bạn nào mà có lấy mạch để nghịch lấy vỏ để nghịch thì alo mình. Ngược cái
rất nhiều chất giống nhau các bạn. Tí nó cầm bút ghi luôn cái màu đen ở vào cái ví kia, sao ra tí nhầm đấy. Hôm nay là đến phá tủ lạnh các bạn nhé. Tủ lạnh không được nhiều chỗ lắm, tủ lạnh chỉ có hai con sáp mà thôi. Các bạn nào cần thì alo. Đây là mình test trực tiếp như này, test trực tiếp như này rồi thì các bạn không phải lo là mạch sống hay là mạch lỗi nhé. Bán thật luôn, các bạn chỉ việc về dùng thôi, đúng là easy fork luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rút con lốc ở bên này ra, nhắn tin lại, nhắn tin hỏi gì đây, ông nào đó cũng mong bạn sớm làm nhiều video. Chào bạn, mình thường xuyên xem video rất hay mọi người. Đã qua một số phản hồi làm thêm nhiều video các bạn ạ. Nhưng hiện tại bây giờ mình đang bí tiền, mình sẽ làm tạm hai cái video này để ấy đã. Con này dây cắm đây. Tí tạo bạn được chứ. Để cắm cắn cắt muốn này. Mình làm tạm hai cái làm tạm cái này để bán hai cái mạch để lấy kinh phí làm video đó các bạn nhé. Rồi ok đã chạy này. Ok nhé. Mạch thứ hai vẫn ok này, mình xem có lỗi gì không này. Đèn ok này. Cái này mình tháo viên đá rồi. Quan trọng là lốc ok là được rồi các bạn nhé. Như vậy là hai cái mạch này mình đã test ok. Thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ thì alo mình nhé. Mình thôi rút ra đi thôi. Chạy thế là các bạn biết rồi. Rồi ok. Như vậy là hôm nay mình sẽ bán hai cái vỉ mạch sáp một đời. Hai con đều 211 hay sao nhỉ? Hai con đều 211 nhé, nhưng mà một cái là 5 cánh và một cái là 6 cánh nhé. Các bạn là lấy đồ gì ở trên hai con tổ này thì alo. Phần nào tạm thời mình bán hai cái mạch này để lấy kinh phí đã. Video mình xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh. Cái bút nó cầm đâu nhỉ? Ghi nó luôn vào cái thành.